Không phải là Android, cuộc chiến trong tương lai của Apple sẽ là cuộc chiến giữa Apple và Meta, cụ thể là Apple và Facebook. Và mới đây, Apple lại tiếp tục khơi mào cho cuộc chiến giữa Apple và Facebook. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hôm nay cùng mình đến với Apple News số 276 để xem cuộc chiến giữa Apple và Facebook này là gì nhé. Ok, let's go! Quy định mới của Apple buộc những nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là Instagram sẽ phải trả 30% chi phí cho Apple nếu như người dùng sử dụng các dịch vụ tăng tương tác. Apple đã âm thầm cập nhật quy định mới trên App Store tuần nay, trong đó yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng mạng xã hội trên iOS tích hợp tính năng mua trong ứng dụng, có nghĩa là bất kỳ mạng xã hội nào cho phép người dùng trả phí để tăng lượng tiếp cận nội dung hay còn gọi là Boost đều phải chia lại cho Apple 30% doanh thu. Quy định đánh giá sẽ chủ yếu tác động đến hai ứng dụng của Meta là Facebook và Instagram, nơi người dùng vẫn thường xuyên trả tiền để thúc đẩy lượng tương tác cho các bài đăng của mình. Đây là lần đầu tiên Apple thu tiền trực tiếp vào quảng cáo trong ứng dụng của App Store và được xem là đòn tấn công trực diện vào Meta. Người phát ngôn của Meta cho rằng Apple đang kìm hãm công ty đối thủ trong khi tìm cách phát triển hoạt động kinh doanh của riêng mình. Trước đây, Apple từng khẳng định không tính phí trên doanh thu quảng cáo của nhà phát triển, tuy nhiên họ đã thay đổi quyết định. Với việc bị Apple thu 30%, Meta có thể sẽ bắt người dùng chịu một phần chi phí này bằng cách tăng giá cho các tính năng Boost. Việc thu phí chưa ảnh hưởng nhiều đến doanh thu quảng cáo của Facebook và Instagram do các công ty quảng cáo thường giao dịch qua một ứng dụng quản lý độc lập. Tuy vậy, trong tương lai, Apple cũng có thể thay đổi quy định để thu phí với các ứng dụng quản lý quảng cáo và lúc này sẽ là đòn đánh mạnh đối với Meta. Apple được cho là sẽ loại bỏ phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng trên iPhone 15, biến chiếc iPhone 15 trở thành chiếc iPhone đầu tiên và lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng cảm ứng lực Taptic Engine. Theo nhà phân tích Michiko, các nút bấm cảm ứng mới trên bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ hoạt động tương tự như Touch ID, nhưng Apple sẽ bổ sung thêm hai motor Taptic Engine ở hai bên cạnh máy. Nút bấm được thiết kế liền mạch với khung viền, không còn độ nảy như trước mà phản hồi bằng cách rung để người dùng có thể nhận diện lần ấn, tương tự như cách mà họ ấn Touch ID trên iPhone SE. Thiết kế này chỉ được áp dụng với hai phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, có thể mang lên iPhone 15 Ultra, còn hai model tiêu chuẩn vẫn dùng nút bấm vật lý truyền thống. Ông Kuo cũng hy vọng các nhà sản xuất smartphone Android sẽ sử dụng công nghệ nút cảm ứng giống như Apple trong các model cao cấp. Trong khi đó, tính năng Dynamic Island dự kiến sẽ có cả trên 4 model. Tuy nhiên, hai phiên bản iPhone 15 thường không được trang bị màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz và tính năng On-Wear Display như bản cao cấp. Theo các nguồn tin trước đó, dòng Pro sẽ được nâng cấp dung lượng RAM lên đến 8GB so với 6GB hiện nay. Máy ảnh sẽ cải tiến camera chính sử dụng ống kính 8B và camera tiền vọng có khả năng zoom quang 10x. iPhone 15 series sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên được trang bị cổng sạc USB-C thay cho cổng Lightning và dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2023. Mặc dù chính Apple đã xác nhận tương lai của Apple sẽ sử dụng USB Type-C, thế nhưng để Lightning biến mất sẽ là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Mới đây, Apple đã lên tiếng xác nhận tương lai của mình với iPhone. Trong buổi phỏng vấn với Wall Street Journal, Phó Chủ tịch cao cấp George Wozniak tuyên bố tái quyết sẽ sử dụng USB-C theo quy định của châu Âu. Vị lãnh đạo này nói rằng hãng công nghệ không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải tuân thủ theo quy định của Liên minh châu Âu về chuẩn sạc chung trên thiết bị điện tử. Song quá trình chuyển đổi này khiến người dùng không tránh khỏi những bất tiện khi phải làm quen với cổng sạc mới hay phải mua thêm những phụ kiện mới để tương thích với thiết bị. Ngoài iPhone, thị trường hiện vẫn còn rất nhiều sản phẩm sử dụng đầu Lightning như tai nghe AirPods, Apple Pencil, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard. Điều này có nghĩa là người dùng phải mua thêm cáp chuyển đổi Lightning nếu iPhone 15 sử dụng cổng USB Type-C vào năm sau. Bên cạnh đó, không phải ai cũng chọn mua iPhone mới nhất vì mỗi năm khi smartphone mới ra mắt, các dòng sản phẩm khác sẽ được giảm giá và người dùng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Các số liệu cũng chỉ ra rằng dòng iPhone cũ được nhiều người dùng ưa thích. Ngoài những chiếc iPhone đời cũ, dòng iPhone tân trang hay còn gọi là refurbished cũng được người dùng ưa chuộng khi chiếm đến 40% thị trường smartphone đã qua sử dụng, theo số liệu của Culturebox Research. Nhưng điều đáng chú ý nhất là những thiết bị này đều sử dụng cổng sạc Lightning truyền thống thay vì USB Type-C. Vì thế, càng nhiều người dùng sử dụng iPhone cũ đã qua sử dụng, cổng Lightning sẽ càng khó bị khai tử và biến mất khỏi thị trường, CNET nhận định. Logo quả táo phát sáng trên những chiếc MacBook đã trở thành biểu tượng của Apple và mới đây, họ đang có ý định mang biểu tượng này quay trở lại trên những chiếc MacBook. Mới đây đã xuất hiện một dấu hiệu cho thấy Apple có thể sẽ đưa logo che táo phát sáng quay trở lại trên những chiếc MacBook trong tương lai. Apple đã nộp một chiếc bằng sáng chế mới vào tháng 5 năm 2022 và được chấp thuận bởi Văn phòng Thương mại và Bằng sáng chế Hoa Kỳ. Bằng sáng chế mới của Apple mô tả một thiết bị điện tử có cấu trúc gương với đèn nến. Mặc dù không nhắc chính xác tới MacBook, nhưng không nghi ngờ về mục đích của Apple khi sử dụng bằng sáng chế mới này, mô tả của bằng sáng chế cho biết.
Một thiết bị điện tử như máy tính xách tay hoặc thiết bị khác có thể có vỏ, có thành phần như màn hình và bàn phím có thể gắn vô trong vỏ. Mặt sau của vỏ có thể trang bị logo. Logo hoặc các cấu trúc khác bên trong vỏ có thể thiết kế gương phản chiếu dưới đèn nền. Gương giúp cho logo hoặc các cấu trúc khác trông sáng bóng và ngăn không cho nhìn thấy thành phần bên trong. Đồng thời, độ trong suốt của gương cũng cho phép ánh sáng ngược từ bên trong ra ngoài. Theo như mô tả này, rất có thể những chiếc MacBook trong tương lai sẽ được trang bị logo quả táo với lớp phủ bằng gương và đèn nền phát sáng ở phía bên dưới, giúp hồi sinh biểu tượng của những chiếc MacBook một thời. Không loại trừ khả năng, Apple có thể tích hợp thêm nhiều tính năng mới như sử dụng đèn nền của logo để thông báo khi có tin nhắn. Bên cạnh đó, Apple cũng cân nhắc về các thiết bị khác bên cạnh máy tính xách tay. Liệu rằng có khả năng Apple sẽ trang bị logo chế táo phát sáng trên những thiết bị cầm tay như iPhone hay iPad? Chúng ta chưa thể khẳng định điều đó ngay bây giờ, nhưng có thể hy vọng vào một sự thay đổi táo bạo như thế trong tương lai gần. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Các bạn nghĩ sao về iPhone 15 sử dụng cổng USB Type-C và không còn bất kỳ một cái phím nào nữa? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.